Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của nhà Nguyễn Ngọc. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái chiếc máy ép chậm. Phải nói là chị em ruột của máy ép chậm Olivo SG196, đó chính là Olivo SG240. Rồi vậy thì xem cái chiếc máy ép chậm này có gì đặc biệt mà mình muốn giới thiệu đến cho mọi người đến như vậy nha. Trước khi đi vào video ngày hôm nay, rất là mong mọi người sẽ ủng hộ những cái sản phẩm mà bên nhà Nguyễn Ngọc cung cấp, bao gồm máy ép chậm, máy làm sữa hạt, nồi chiên không dầu, nồi chiên hơi nước và một số những cái thiết bị bếp khác tại Facebook nhà Nguyễn Ngọc, website nhà Nguyễn Ngọc.com và Zalo mình đã để bên góc trái. Đừng quên subscribe kênh của nhà Nguyễn Ngọc để theo dõi những video mới nhất liên quan về thiết bị bếp mọi người nha. Thì ở Olivo SG240 này sẽ có những cái điểm gì đặc biệt mà mọi người nên quan tâm trước khi mà mình làm những cái video review và đập hộp cái sản phẩm cho mọi người ở những video kế tiếp. Thứ nhất là ở Olivo SG240 nó có một cái kích thước rất là gọn và một cái khối lượng tương đối là gọn gàng và nhẹ cho toàn bộ từ động cơ cho đến những cái cấu kiện luôn. Thứ hai là ở Olivo SG240 có một cái đặc điểm rất là nổi trội, đó là dù là dòng máy ép chậm khá là nhỏ gọn nhưng mà vẫn có cái phần miệng ép rất là lớn là 10,8 cm để cho mọi người thả nguyên liệu một cách thoải mái mà không cần phải gọi là cảm thấy nhỏ thì như những cái dòng máy ép ngang á, đó thì mọi người sẽ cảm thấy hơi khó chịu, đó là cái tâm lý mua hàng. Thì nó sẽ tạo cho mọi người cảm giác là đây là một cái chiếc máy ép chậm có miệng nguyên liệu lớn để chúng ta dễ thao tác. Thứ ba là ở Olivo SG240 những cái thông số khá là ổn, như là công suất 200W nè, cái tốc độ vòng xoay là 60 vòng cho tới 70 vòng trên phút, cho nên là vẫn cho ra được cái nước ép rất là ngon. Thì khi mà được hãng giới thiệu và ép thử để cho mình xem những cái nguyên liệu khác nhau từ cà rốt nè, táo, rau cần tây cho tới dứa, thì mình thấy là máy ép tốt và không có bị khựng hoặc là bị kẹt này kia. Đó là lý do tại sao mà mình muốn giới thiệu nó đến với mọi người. Giá niêm yết cho cái sản phẩm này là 2.690.000 và miễn phí ship. Thì ở cái giá thành này nó cũng được coi là một cái dòng sản phẩm nhỏ gọn và ngân sách khá là tiết kiệm. Ở đây mình không bàn đến những so sánh giá với những dòng máy ép ngang, nhưng mà với máy ép chậm thì cái ngân sách khoảng là 2.500.000 cho tới 2.700.000 á, với giá niêm yết như vậy thì cũng đã thuộc cái dòng ngân sách tiết kiệm rồi. Khi mà thấy được cái máy hoàn thành rất là tốt những cái nguyên liệu khó như là dứa hoặc là cần tây ha, thì mình yên tâm để mà giới thiệu nếu mà mọi người muốn xem xét và mua trong cái khoản ngân sách nó ổn chút xíu. Nếu mà mình muốn sử dụng một người á thì máy ép Olivo SG240 này vẫn có thể đáp ứng tốt. Chắc chắn là mọi người đã từng xem qua những cái video của nhà Nguyễn Ngọc và thắc mắc là trước đây là nhà Nguyễn Ngọc hay giới thiệu những cái dòng máy ép ngang thì hiện tại như thế nào, thì mình vẫn luôn luôn khuyến khích mọi người sử dụng máy ép chậm trục ngang. Với mình thì mình luôn, hiện tại là mình luôn đưa cái dòng máy ép chậm trục ngang lên đầu để mà mọi người sử dụng dễ, là không bị kẹt máy. Tại vì với những cái dòng máy ép chậm trục đứng nó sẽ tạo ra một cái cảm giác cho chúng ta đó là máy ép mạnh mẽ nè, kiệt bã, thì đó là khi mà nhìn vào cấu tạo. Nhưng mà với những cái dòng máy ép chậm trục ngang thì vẫn là hoạt động rất là tốt, chỉ là mọi người hay có cái tâm lý là không thích cái miệng nguyên liệu nhỏ như thế này mà mọi người thích những cái miệng nguyên liệu rộng giống như là SG196 rồi đó. Thì nếu mà ai thích máy ép chậm trục đứng thì mình sẽ chọn ra những cái máy mà nó thứ nhất là hoạt động tốt này, nó không có bị kẹt máy, nó dễ lắp ráp để mà giới thiệu. Thì với SG240 á, cái trục ép của nó là một cái trục ép dạng nhỏ gọn ha, lưới lọc nước ép của nó sẽ dính với lại cái miệng tiếp liệu, và cái lưới lọc nước ép này nó sẽ có ba tầng kích thước khác nhau từ nhỏ cho tới lớn. Bí kíp khi mà sử dụng cái những cái máy ép mà có 3 tầng như thế này đó chính là nếu mà mọi người thích uống cái nước mà nó có cái độ sơ cận nhiều thì mọi người sẽ đóng cái nắp nước ép lại và để cho cái nước ép nó đầy cái bụng chứa rồi mình mới mở ra thì mình sẽ lấy được cái lượng sơ cận nhiều. Còn nếu mà mọi người thích uống cái nước ép mà nó ít sơ cận thì mọi người khi mà ép, mọi người mở thẳng cái miệng thoát nước ép ra để cho nước ép nó chảy ra ngoài cái ly chứa nước ép luôn thì sẽ lấy được cái nước ép mà nó ít sơ cận. Thì đó là tùy theo cái ngày nào hoặc là cái sở thích uống nước ép của chúng ta hàng ngày thì chúng ta sẽ sử dụng cái máy ép mà nó có lưới lọc ép 3 tầng như thế này và rất là gọn. Thì sẽ có một số anh chị quan tâm về cái máy ép chậm là nó có làm kem được hay không, thì máy này hoàn toàn làm kem được, là không phải lắp thêm lưới làm kem vào, mà mình sẽ vẫn để nguyên cái
cấu tạo như sử dụng với nước ép, rồi chúng ta sẽ cho những cái nguyên liệu là trái cây thịt đã đóng đá như là sa bu chê, thanh long, chuối, xoài chín vào để cho máy đun ra kem cho mình. Thì với cái chức năng làm kem ở máy ép chậm nói chung luôn chứ không chỉ riêng SG240 thì mình thấy nó không thực tiễn cho lắm ha. Thật ra là nếu mà ai thích, thật sự là thích ăn trái cây đông lạnh á, thì có thể là lựa chọn cái cách sử dụng này. Nhưng mà khi mà mình đã làm kem với máy ép chậm, mình cũng có làm trên kênh cho mọi người xem với lại Omega CNC 82 á, thì mọi người có thể search là làm kem chuối và xoài với lại máy ép chậm nhà Nguyễn Ngọc trên YouTube thì có thể hiện ra video của mình, thì sẽ thấy là thật sự thì nó giống như là cái kem trái cây mà được đun ra đông lạnh hơn là như là ăn thì nó hơi lạ lạ thôi. Chứ còn nếu mà thật sự đúng là về làm kem thì phải có thêm sữa nè, thêm đường nè, thêm các loại hạt khác nhau như là đậu phộng, hạt điều này kia đâm nhuyễn rồi trộn vào, gọi là những cái dừa nạo này kia bỏ vào để ăn cho sực sực á, thì nó mới thật sự làm kem. Nghĩa là chúng ta phải chỉnh chu trong cái công thức làm kem để ra một cái kem đúng nghĩa, rồi khuôn, đổ ra khuôn, rồi đông lạnh qua đêm, rồi để cho kem nó thật là mềm mịn này kia, thì nó có rất là nhiều công đoạn để mà thực sự là cho ra một cái mẻ kem đúng nghĩa. Còn nếu mà làm kem như cái cách mà hay làm với máy ép chậm á, là cho trái cây đông lạnh vào, thì thật sự mình ăn nó giống như kiểu bingsu su, mà thật sự là phải thêm sữa đặc vào nữa thì nó mới dễ ăn. Chứ còn nếu mà ăn không, thì nếu mà trúng ngay cái trái nó chín nhưng mà nó không ngọt lắm thì ăn cũng kiểu kỳ kỳ á mọi người. Đây là một tính năng phụ ha, nếu mà mọi người thích thì máy ép chậm Oliver SG240 có thể sử dụng để làm kem. Nhưng mà mình muốn chia sẻ cái thực tiễn khi mà mình đã trải nghiệm và cả với những cái khách hàng đã sử dụng máy ép chậm bên mình, để cho mọi người hiểu hơn là như vậy nó có thực tế hay không, có nên là đắn đo chọn chiếc máy ép chậm là có cái chức năng làm kem hay không. Thì thật ra tính năng làm kem với mình không cần thiết, chúng ta mua máy ép chậm vẫn tập trung chính vào cái việc là máy ép chậm có ép ra được cái lượng nước ép nhiều, cái bã nó vắt có kiệt hay không. Thì cái bã của Olivo SG240 thì mình thấy nó cũng thuộc dạng là tương đối, chứ nó không có vắt kiệt lắm, nghĩa là vừa trong khoảng 80-90%. Và cái độ ồn khi mà so sánh với lại SG196 thì mình thấy là nó ồn hơn so với SG196 một chút. Cái động cơ của Olivo SG240 nó nhỏ, cho nên là khi mà mình không biết là phải tại nó nhỏ hay là do cấu tạo, nhưng mà cái tiếng nó sẽ hơi lớn hơn một chút xíu khi mà mình so sánh giữa SG240 và Olivo SG196. Tại vì nó giống như là hai cái phiên bản, một phiên bản thu nhỏ, một phiên bản hoàn thiện, một cái phiên bản thu nhỏ vậy đó. Thì so sánh để cho mọi người dễ hình dung, tại vì SG196 thì nó đã quá quen thuộc ở trên thị trường rồi. Sản phẩm này có đáng mua hay không thì mình nghĩ là ok, cũng khá là đáng mua trong năm nay ha, nếu mà mọi người thích cái máy chậm nó nhỏ gọn. Nhưng mà nếu mà so ra tầm giá này thì cùng hãng thì mình thấy là ở sau lưng mình có cái chiếc máy ép chậm của hãng này, Olivo SG22, thì mình thấy là nếu mà trong tầm giá này thì mua Olivo SG22 nó hợp lý hơn một tí ha. Mình vẫn thích một cái chiếc máy chậm trục ngang để cho mọi người dễ sử dụng nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà mọi người thích máy chậm trục đứng thì SG240 cũng rất là đáng để mà cân nhắc xem xét và sắm về nhà của mình, tại vì ép vẫn rất là tốt. Với râu thì mọi người lưu ý là cắt nhỏ thành những cái đoạn cỡ một ngón tay để mà máy có thể đùng ép ra tốt hơn so với mọi người cho nguyên sợi vào. Trục đứng thì không bao giờ ép râu mà cho nguyên sợi vào được như trục ngang đâu, cho nên là chúng ta phải cắt thành một đốt ngón tay. Còn thơm thì chúng ta cũng lưu ý là cắt thành những cái thanh dài, giống như là mình hay làm trên những cái video nước ép á, để cho máy ép và miệng nguyên liệu rộng thì rộng, nhưng mà vẫn phải lưu ý là thả nguyên được cách chậm, từ từ cắt thành những cái thanh vừa phải, chứ không phải là cho nguyên trái vào giống như quảng cáo. Thật sự là video nó quảng cáo để cho biết cái kích thước miệng nguyên liệu rộng thôi, nhưng mà thực tế khi mà chúng ta sử dụng cái khuyến cáo, kể cả những cái bạn kỹ thuật và bên chuyên làm máy ép, và cả những cái người bán nhiều máy ép chậm như mình, cũng khuyên là chúng ta phải cắt nguyên liệu thành những cái thanh nhỏ và dài. Chuẩn bị thì cũng rất là nhanh, mọi người xem những cái video nước ép mà nhà Nguyễn Ngọc đã từng làm để mọi người có thể thấy được là cái việc chuẩn bị nguyên liệu thành thanh như vậy nó không có mất quá nhiều thời gian nếu mà chúng ta biết cái cách làm đúng. Đó là cái review của mình dành cho máy chậm Olivo SG240 này. Thì hy vọng là qua video này mọi người đã có thêm một cái kiến thức về một cái chiếc máy chậm mới sử dụng cho cái mùa hè năm nay ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video của nhà Nguyễn Ngọc, và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Nếu mà mọi người cần tư vấn bất kỳ thông tin gì thì có thể tham khảo thông tin mình đã để đầu video rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha. Bye.